Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ Giáo xứ Làng Khe. Nhà thờ Giáo xứ Làng Khe ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc giáo hạt Trung Nghĩa, Giáo phận Hà Tĩnh. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.